Trong rất nhiều căn với các diện tích khác nhau tại Vinhome Global Gate thì loại căn nào đang được bán chạy nhất? Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Thanh Thủy Villas và trong suốt hơn 10 năm khi Thanh Thủy bán bất động sản của Vinhome Thanh Thủy đã tổng kết rất là nhiều dự án khi mà mới xa hàng và hình căn có diện tích nhỏ nhất và khuôn tài chính đầu tư cũng thấp nhất thì luôn luôn là loại hình căn bán chạy nhất và tại Vinhome Global Gate cũng không phải ngoại lệ trong đợt mở bán đầu tiên của Vinhome Global Gate, chủ đầu tư đã ra tất cả các loại hình căn, từ những căn nhà phố với diện tích từ 60m cho đến hơn 100m và các căn biệt thự với diện tích 100, 200 và 300m. Ừ. Sau 2 tuần mở bán, Thanh Thủy đã tổng kết và nhận thấy rằng dòng căn 62,5m tại Vinhome Global Gate đang là dòng căn bán chạy nhất. Thì hôm nay mời anh chị xem hết video của Thanh Thủy để phân tích xem vì sao mà dòng căn 62,5m lại bán chạy nhất trong tất cả dự án. Đừng quên nhấn nút theo dõi ở phía bên dưới để nhận những thông báo về các video mới nhất của Thanh Thủy nhé. Nhà phố diện tích 62,5m đợt này đang được mở bán thì nằm tập trung ở dãy ngôi sao 1 cho đến 4 và thuộc phân khu Thịnh Vượng và Thanh Thủy đánh giá rất cao về vị trí của phân khu này. Nếu mà chỉ nhìn trên sơ đồ thôi thì nó nằm ở vị trí đầu của dự án tính từ cầu Nhật Tân đi về hướng Vinhome Global Gate. Và ở đây thì mình sẽ kết nối với đường Trường Sa Đây là đường trục chính Không những của huyện Đông Anh mà là còn của thành phố Hà Nội Giúp Vinhome Global Gate kết nối được với cầu Nhật Tân Với sân bay nội bài Vừa với các khu vực như Long Biên Đi đến các nơi đều rất là thuận tiện Về kết nối nội khu Thì xung quanh khu vực này chúng ta đều có các dọc chụp công viên ở đây và ở đây nữa thì di chuyển chỉ khoảng tầm 2 đến 300 m thì mình sẽ ra đến các cụm công viên nội khu để sử dụng cho các tiện ích của cư dân, ví dụ như là bể bơi này, các sân tập và các khu vực sân chơi cho trẻ em. Đặc biệt thì ở đây chúng ta sẽ có hai tòa chung cư cao tầng và chung cư thì luôn luôn mang lại một cái lượng cư dân đông đúc và hiện hữu cho một khu đô thị rồi. Và nếu mà ở đây vừa ở vừa kinh doanh thì mình tiếp cận với lượng cư dân như thế này thì cũng rất là tiện. Và khách hàng của Thanh Thủy khi mà đưa ra yêu cầu thì luôn luôn hỏi rằng là có dãy nào có căn nào gần chung cư nhất không? Thì ngôi sao 1 2 3 4 lại đều là các trục thẳng ra phía các tòa chung cư như thế này. Khoảng cách từ 50 cho đến 100 m là chúng ta sẽ đi ra rồi. Khác với dãy khác như ở Biên Thiên Nga hay bên Thời Đại thì các dãy đều nằm dọc theo hướng chung cư, còn ở đây chúng ta sẽ đi ngang thẳng ra và chúng ta không bị mất thời gian đi vòng. Và ở đây dãy thì rất là ngắn, mỗi dãy chỉ có khoảng tầm 25 căn thôi, tức là chiều dài từ đầu này đến đây chỉ cũng khoảng hơn 100 m. Đặc biệt ở cụm này thì chỉ có khoảng tầm độ hơn 800 căn, thế nhưng chúng ta lại có một cái nhà để xe ở đây rất là rộng. Và với mỗi một căn ở đây 62,5m chúng ta có mặt tiền 5m. Dĩ nhiên là với mặt tiền 5m mình sẽ đủ để đỗ một chiếc ô tô rồi. Thế nhưng với một chiếc ô tô không phải là quá nhiều cho một cái căn nhà để mình sử dụng kinh doanh. Vậy thì khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ chúng ta chắc chắn là cần thêm chỗ đỗ xe ở rất là gần nhà để xe 5 tầng như thế này khi mình hướng dẫn khách là đến đây đỗ xe và quay trở lại quán của mình để sử dụng dịch vụ thì cũng rất là thuận tiện. Trước đây khi mà bán hàng tại Vinhome thì Thanh Thủy rất là thích nhà để xe nổi như thế này và có chia sẻ với khách hàng rằng là nếu mà mình ở gần nhà để xe ấy, thì nó sẽ là một lợi thế và có rất nhiều anh chị khách hàng có trao đổi với Thủy rằng là ôi đằng nào trước cửa nhà mình cũng có một chỗ đỗ xe rồi anh chị chỉ có một cái xe thôi thì cần gì phải sử dụng đến nhà để xe nổi anh cũng không thấy nhiều giá trị lắm đến gần đây khi mà các khách hàng của Thanh Thủy đang ở Vinhome Ocean Park 1 và gặp tình trạng là Hà Nội bị ngập, được chủ đầu tư Vinhome gửi thông báo rằng nếu mà anh chị có để xe trước cửa để tránh tình trạng là cây đổ gây thiệt hại đến xe ô tô của mình thì mời anh chị di chuyển lên nhà để xe nổi và chủ đầu tư sẽ miễn phí tiền gửi xe trong những cái ngày mưa bão như thế thì mới thấy được rằng ôi dịch vụ của Vinhome quá là tốt và cái nhà để xe nổi nó có giá trị như thế nào về căn thì sao? Ở đây chúng ta sẽ có hai loại căn là 62,5m và 63m. Tuy nhiên thì Thanh Thủy luôn nói từ lúc đầu là Thanh Thủy thích loại 62,5m, không phải vì nó nhỏ hơn 0,5m và giá trị đó thấp hơn mà nó còn mặt tiền rộng hơn nữa. Với lại diện tích 63 m thì mặt tiền mỗi căn chỉ được 4,5 m thôi, nó sẽ dài nhà hơn một chút. Nhưng tuy nhiên thì khi mình kinh doanh, mình sẽ ưu tiên là mặt tiền rộng hơn. Với mặt tiền 5 m chắc chắn chúng ta sẽ đỗ thoải mái cho một chiếc xe ô tô hơn. Và thứ hai là với loại hình 62,5 m, đơn giá cũng đang thấp hơn nữa và điều đấy cũng chứng minh thực tế hiện nay các căn 62,5m đang được khách hàng lựa chọn nhiều hơn và tổng tiền khi mua một căn là khoảng tầm từ 17,2 cho so đến 17,9 tỷ một căn tại phân khu Thịnh Vượng cho dãy ngôi sao. Phong cách thiết kế của phân khu thịnh vượng với lại hình nhà phố sẽ là phong cách thiết kế cổ điển và rất là sang trọng bởi rất nhiều các phào chỉ chủ đầu tư đã tạo điểm nhấn ở phía đây. Và anh chị quan sát thì sẽ thấy có các căn có điểm nhấn tầng cho tầng 1, tầng 2, có những căn thì có ban công và điểm nhấn ở dưới tầng 1 thôi. À, khi mà mình mua ấy thì sẽ tùy căn và thanh thủy thấy thì căn nào cũng đều có cái hay của nó cả và chủ đầu tư đều làm hình thức là phun cửa kính như thế này thì cũng rất là thuận tiện cho anh chị khi mà mình đi vào kinh doanh Mỗi một căn chúng ta sẽ có tầng 1 diện tích sử dụng là 50m và tổng diện tích cho cả 5 tầng khoảng 250m. Thì với bố trí cho một tầng 50m mà tiền 5m như thế này thì đánh giá của Thanh Thủy rằng cũng rất là dễ để cho anh chị có thể chia phòng với không gian ở phía bên trong nhà. Và hoàn toàn thì mình có thể thiết kế một thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển nhanh gọn ở trong nhà mình hơn. Với giá bán hơn 17 tỷ như vậy thì anh chị sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng với phương án vay ngân hàng và mình chỉ cần phải bỏ ra số vốn là 30% tương đương khoảng 5,6 cho đến hơn 6 tỷ thôi. Còn nếu mà anh chị muốn là sử dụng hoàn toàn bằng tiền mặt mà không muốn dùng đòn bẩy ngân hàng thì chủ đầu tư cũng đưa ra phương án là chiết khấu 8% vào trong giá bán cộng với 11% dòng tiền nếu mà anh chị thanh toán sớm trên cái số ngày mà mình phải trả. Thì giá sẽ về rơi vào khoảng tầm độ hơn 16 tỷ Với cái phương án nào thì tùy vào cái tình hình tài chính của mỗi người Và VinHome Global Gate thì chủ đầu tư cũng dự kiến chỉ bàn giao trong vòng khoảng tầm từ 10 cho đến 12 tháng tiếp theo Thì anh chị cũng sẽ rất là nhanh để có thể nhận những căn nhà đầu tiên của mình rồi à, Khi mà mình nhận nhà thì chủ đầu tư sẽ tặng cho mình 24 tháng là phí dịch vụ miễn phí Mình sẽ không phải trả phí trong vòng 24 tháng đó Cộng với nếu mà anh chị là khách hàng của Vinhome đã từng sở hữu căn hộ Vinhome rồi thì mình sẽ được chiết khấu tùy vào hạng thẻ VinClub của mình từ 0,3 cho đến 0,5% vào giá bán nữa nhé. Trong nhiều năm bán hàng của mình thì Thanh Thủy cũng luôn khuyên khách hàng là nên lựa chọn một căn phù hợp với tài chính của mình hơn là lựa chọn một căn mà đẹp nhưng mại quá tài chính. Vì có những căn đẹp thì giá rất là cao bởi vì không chỉ anh chị thấy là căn đấy vị trí đẹp mà chủ đầu tư cũng thấy điều đó Thế nên khi đơn giá thì chủ đầu tư cũng sẽ cộng thêm một cái phần trăm tỷ lệ cao Có rất là nhiều anh chị có chia sẻ với Thanh Thủy rằng là 60m thì hơi nhỏ với anh chị nhưng với cái việc ở bình thường một căn nhà bên phố có nhiều khách hàng cũng chia sẻ với Thanh Thủy là đang ở những căn nhà mặt nền chỉ khoảng tầm 30, 40, chưa đến 50 mét và ở 4, 5 tầng thì vẫn đang ở rất là ổn định và nhà ở bên phố với cái diện tích như thế thì tiền nó cũng đã lên đến vài chục tỷ rồi. Vậy thì việc là ở mỗi căn nhà khoảng 62,5m vừa có sân vườn ở phía sau nhà lại có một khoảng sử dụng ở phía trong nhà 50m thì Thanh hủy nghĩ là cũng phù hợp với đại gia số của anh chị ở thời buổi hiện đại như bây giờ việc mình quá tài chính để mình lên một cái căn rộng hơn à, trong khi đó khi mà gặp áp lực tài chính ở phía ngân hàng mình không có khả năng trả và mình phải cắt lỗ đi thì còn rất là mệt mỏi và thực tế khi mà các anh chị khách hàng trước của thanh thủy đã mua những cái dự án vào cái thời điểm trước với những cái căn có đơn giá đầu tư thấp như thế này khi giá thị trường tăng chung những cái căn này luôn đạt tỷ suất lợi nhuận cao và thanh khoản cũng rất là tốt và nếu lúc đấy anh chị có bán đi và đổi sang một căn diện tích lớn hơn thì cũng không có muộn Số lượng căn 62,5m hiện nay đang còn rất là ít và nếu mà anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Thanh Thủy theo số điện thoại mà Thanh Thủy đang để ở đây để Thanh Thủy có thể tư vấn và báo giá cho anh chị chi tiết nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.